Hello, xin chào các bạn An. Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Nay các bạn hôm qua chơi bắt cá của bạn Ngọc vậy đó. Điện từ sớm giờ điện bạn Ngọc vô chơi, bạn Ngọc không vô các bạn. Bây giờ cả tay mình sẽ kéo ra ngoài chơi nữa. Vô kiếm gì, nhà luôn. Kiếm gì cho bạn Ngọc nữa. Tại mình điện nó từ sớm giờ nó không bắt máy. Nó nằm ở nhà, từ bữa nay chủ nhật các bạn. Nó nằm ngủ nhà đó mà bây giờ mình điện nó không được. Thì bây giờ mình ra, kéo nguyên anh em ra ngoài nhà nó chơi ăn các bạn. Rồi các bạn ngồi đi. Thôi bây giờ mình đi ăn các bạn. Rồi xe nó bỏ nhà các bạn ơi. Bây giờ mình đi vô đi. Đây. Vô. Để đi. Phá xe nó hay gì. Thôi chứ mà. Đấy đi. Đi đây. Bạn Đạt đi, chuẩn bị đi ra ăn các bạn. Ủa nhà sao tối hù quá trời. Ngọc ơi ngủ à, ngủ trong phòng các bạn. Đây các bạn, cá này đáng lẽ là mình chiên ăn luôn á các bạn, mà nghĩ tình nghĩa dữ lắm mình mới chừa lại tới giờ này đó các bạn. Còn lại cũng me dữ lắm rồi đó. Mình biết nó ngủ trong phòng nè, nó đang nằm ngủ rồi các bạn, thấy không? Ồ, một mình phòng phòng im dưới ta. Ngọc ơi. Ngọc. Rồi các bạn ơi, ngủ luôn rồi. Mở tivi lên, lên nhạc đi. Lên nhạc. Đây, mở tivi rồi quậy nha. Đây, tủ lạnh đây, vô khóa hết cho đã luôn các bạn. Đâu. Có gì vậy? Ô thịt đây các bạn. Ô cái này trời, ô là trời, thịt dê các bạn. Ô chết rồi. Sữa. Có còn cái gì không? Ô đây các bạn. Ô nhìn thấy cái này là thấy ghiền rồi các bạn. Ô cái này thịt dê các bạn. Chút bút một cục về lại thôi. Cái này bạn Đạt gặp thích lắm nè. Để đi chút mình xử sao. Đây. Anh trai mình phá cho nó đã các bạn ơi. Này gì đây? Cái này không phải bánh. Phải bánh không? Đây đem ra ngoài lỡ. À có còn gì không các bạn ơi. Đặt ra chưa? Ồ có siro nữa. Ở gì? Rượu nè. Wow, chai rượu rồi các bạn. Lấy ra làm luôn. À, rượu đó uống nước đá ha. Này nước ngọt ra. Còn gì không các bạn? Cái này đến chút đặt ra nấu nướng luôn, ăn luôn các bạn ơi. Nó bụng quá. Đầy đủ quá, canh hết luôn các bạn ơi. À, đây, đem ra ngoài luôn. Bếp nút là ngăn nắp quá im các bạn ơi. À có cá. Cơm. Ăn cơm lại. Trời ơi, nó hấp dẫn các bạn luôn. Thôi. Bây giờ đợi thằng Đạt ra, đi rồi xử tiếp. Ha. Rồi. Đây mình phát hiện cái này ngon lắm các bạn ơi. Mình không dám uống đâu. Đây, nhà rượu thuốc rồi đầy đủ luôn các bạn. Cái này này chắc nung ngay nè. Rồi bây giờ mình sẽ đợi mình gạt ra mình phát tiếp luôn các bạn. Thôi mau dùng. Mời anh em dùng với mình nha. Wow, quá ngon các bạn ơi. Đây sao tự hương quá. Đây bạn Đạt cái đó các bạn ơi. Đây là Đạt à. Chỉ cho bạn Đạt cái này. Đây coi. Làm gì? Ăn luôn chứ làm gì. Còn cái này còn kèm nữa nè. Vô rồi.
Vô rồi. Mà nướng này thôi luôn á chứ. Rồi. Chút ngọt. Chút bỏ về nhà mình luôn. Đường nào cũng bỏ. Chút bỏ bọt anh về. Ok. Rồi bây giờ mình ăn uống rồi phá tiếp mình các bạn. Ra nhà anh em mà phá cái này. Trời đang mưa các bạn ơi, nếu ghe không rõ cũng thông cảm mình ăn. Ừ, làm gì hết, bưng được cơm ra, dọn chén ra. Dọn chén ra lận. Lấy mấy đồ rồi dọn chén rồi ra. Ra mình làm luôn nha các bạn. Đây, ngồi đây. Ôi nhà này có hai bộ bàn các bạn ơi. Đẹp quá. Chúc mình dắt bộ bàn về luôn ăn lận ha. Giờ ra nó không tiếp đãi, nó để anh em mình ngồi thôi gọi phá. Giờ ăn uống rồi bỏ một đống đi các bạn. Giờ mình tính sao nữa đây? Mày cho nó luôn đi đây. Mất luôn phải không? Bây giờ kiếm cái gì cho nó đi. Bây giờ cho đây. Lấy nước khác cho mình nó luôn. Đi chạy, chạy hai thằng ông luôn các bạn ơi. Mình có ý tưởng này rất là hay các bạn. Nhắc theo luôn. Nhắc theo này chạy tới luôn. Giờ bà đi mua đồ nữa mà sao mua được. Bây giờ thôi để mình kiếm vòng vòng cái gì mình chơi được mình chơi nó luôn anh các bạn. Đây bạn Ngọc. Đây bạn lại phát hiện được cuộn băng keo. Còn kiếm cái gì chơi nữa không? Gà lấy cho mình chơi xong không bằng đạt ơi. Ông rửa chén á, phải không? Phải không? Đây các bạn ơi, Ngọc nằm ngủ đây các bạn. Qua. Ê, bảy. Đây. Đây. Đứng đây. Đây. Thấp chung chút nữa. Ừ. Chào chưa? Đây, cắt cái cây luôn đi. Rồi. Cắt
rồi xong chạy né chỗ này ra, chợt thấy cái bà anh đứng đây quay, xong nó thấy anh mới chạy đi được. Nó mắng nó là anh chạy đi, mấy tay thủ cái cửa mở cửa ra mở rộng rộng ra là chạy chơi mưa chậm chậm mưa chơi luôn. Rồi lại đi nước nước đi lại. Bán lại trời mưa các bạn, cái trời không mưa mình còn chơi nữa các bạn, chơi là mua bọt rồi luôn các bạn. Lấy cái thao đó là bạn ơi, chuẩn bị chạy em bạn. Nữa đi, nhìn nhiều nước đi, bước đi. Rồi ngồi nước nước mặt vậy đó, tạt cái chạy không để vậy tạt luôn cho nó hú hồn chơi. Coi chừng mày bán cái này nè, coi chừng mày bán cái này nè, tạt đi chạy đó chạy chạy. Vô đây các bạn ơi. Đứng hết chữ dữ các bạn ơi. Ướt nhẹp luôn anh em tôi luôn à. Vô đi. Mình đặt đứng đằng kia, mình bạn lại đứng đây luôn các bạn. Mình máy ướt nhẹp luôn các bạn ơi. Thôi giờ đi vô đi. Quá đuối các bạn ơi. Mưa các bạn nghe không rõ cũng thông cảm mình nha. Trời lầy luôn các bạn ơi. Thôi vô bây giờ. Bây giờ vô xin lỗi đó chứ giờ làm sao các bạn. Đó bằng đạt còn chơi còn giỡn được các bạn. Khùng cái gì, khùng cái gì vậy mày? Chơi mà anh tới chơi mà ngủ buồn rồi. Bữa con cá hôm nay ra lạnh gì nữa. Con cá giờ tử luôn tùm sao thấy không? Con cá thì tao cũng trả lại đó này, còn gì nữa. Quá bữa giờ lạnh bụng tử chết 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 rồi, quá chết trong chảo đầu luôn. Rồi tên thì khùng khùng phụ mẹ ra mình ăn cơm cả thì gâm mạng ở trên tụ. Đâu xả chỗ nào đâu? Cái gì? Tao có thấy đâu? Ừ mấy ông nội rồi anh à. Ê, tao không biết à, mày biết cái tính tao đâu có tham ăn đâu. Vô nhà tôi đẹp anh trả tôi cái ông tự. Ủa má nó giữ làm sầm nó giờ. Thôi tới đến này thôi tao dẹp đi. Má tới mày. Thôi mình các bạn ơi, quên để ý các bạn ơi. Trời, nó đuổi anh em luôn à. Giờ anh có ướt nệm gì không? Ồ đúng rồi, Ngọc nó chửi đúng không? Mà ăn xong không dẹp gì trơn nè. Ướt chiếu ướt nệm ướt gói hết trơn các bạn ơi. Ôi đi về đi. Tất cả chửi đi giờ. Rồi đem mắt đi về luôn đi. Đuổi. Thôi nó đuổi rồi anh em mình về anh em ơi. Thôi anh em mình đi về. Lấy cốc mình tôi về luôn. Về cái gì trời? Mở vậy đó.
quá quá lầy các bạn ơi. Ê, chú gì mày cùng cái gì nó vợ chứ đâu có biết đâu cái gì á lợi. Đi về. Đi 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 đi. Để tao dọn tiếp cho. Khỏi đi dụ á, ông dọn tao quậy nữa. Đi 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 đi. Không cho mình dọn luôn các bạn. Quậy quá, vừa mẹ chưa nắng ngủ cho tao. Vậy thôi dọn đi mà tụi tao về ha. Trời ơi, cảm ơn nó cha. Về đi chút vô nhầy tiếp. Rồi thôi thôi anh em mình đi về đây để cho Ngọc nó dọn đi. Bây giờ vô. Quá vui rồi. Vô vô nhầy tiếp. Để cho im im chút rồi vô nhầy tiếp. Hôm nay làm gì lâu gặp cho bạn. Được rồi, cố tình nó đuổi với mình luôn các bạn ơi. Thôi này không vô không sao, đúng không, không đọc cái đường nào, về không thôi. Thôi về 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 về, thôi về đặt lại ơi. Đóng cửa luôn rồi bạn ơi. Đóng cửa luôn các bạn ơi. Đóng cửa, tiện đây nó đi cái đầu qua mà. Trời đuổi anh em mình luôn các bạn ơi. Mình không biết cái này mình xài trước các bạn, nó ra nó dí thì không dí này đó. Rồi đây mình cũng đi về các bạn. Để bằng lợi vô dọn tiếp à, chịu không? Thôi đuổi cho về luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mình về, mình lộ bộ về nhà mình luôn á các bạn. Xin lỗi bạn các bạn. Khoan xin lỗi nha. Thảy thảy tôi chết. Coi nó kìa các bạn. Coi kìa. Rồi dính lên trển luôn rồi các bạn ơi. Rồi lụm mới đặt. Nó trời trội dép mình luôn rồi các bạn ơi. Xin lỗi đi, thôi các bạn vô cho anh đó nội. Rồi về trước nha bạn. Giờ mình lấy dép mình về ha các bạn. Đây các bạn ơi, nó đuổi anh em mình ra ngoài đường đứng về luôn nè các bạn ơi. Nó đuổi anh em mình ra đường đứng luôn. Nếu các bạn thấy yêu quý mến tem mình, hãy cho mình một like, một đăng ký nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Thôi mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau của tất cả tem mình nha các bạn. Bữa nay ngày nhiều vui rồi, quá vui rồi.